Hot News Showbiz. Nóng, Trịnh Sảng chính thức thua kiện, mất quyền nuôi hai con. Liên quan đến cuộc tranh chấp quyền nuôi con của Trịnh Sảng và Trương Hằng, Tòa án Mỹ vừa ra phán quyết trao phần thắng cho người cha. Trương Hằng, bạn trai cũ Trịnh Sảng, thông báo kết quả vụ kiện quyền nuôi con. Theo đó, Tòa án Mỹ phán quyết anh thắng kiện, được toàn quyền giám hộ và nuôi dưỡng con cái đến khi trưởng thành. Trịnh Sảng với vai trò là mẹ cũng được chăm nom trong thời gian ngắn. Tôi hài lòng với kết quả vụ kiện, tôi cũng tin Trịnh Sảng trong tương lai sẽ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, cùng nuôi nấng con cái trưởng thành, anh nói. Chồng cũ nữ diễn viên gửi lời xin lỗi đến người thân, bạn bè vì đã chịu ảnh hưởng vụ lùm xùm của mình. Anh cũng nhận sai trước dư luận vì hành vi nhiều người mang thai hộ ở Mỹ và sẵn sàng chịu án phạt khi trở về Trung Quốc thời gian tới. Vụ việc cũng chính thức khép lại lùm xùm tranh chấp quyền nuôi con giữa Trương Hằng và Trịnh Sảng kéo dài từ cuối năm 2020. Kết quả vụ kiện có thể đoán trước bởi bạn trai cũ của Trịnh Sảng đưa ra nhiều chứng cứ có lợi, bao gồm việc một mình chăm sóc con tại Mỹ. Hai con của Trịnh Sảng và Trương Hằng ra đời nhờ phương pháp mang thai hộ. Sau khi con chào đời, nữ diễn viên có động thái không nhận con, chối bỏ trách nhiệm làm mẹ. Trương Hằng vì thế rơi vào tình cảnh gà trống nuôi con nơi đất khách. Vụ ồn ào Trịnh Sảng, Trương Hằng trở thành một trong những đề tài nổi cộm trong showbiz hoa ngữ gần 5 tháng qua. Giới truyền thông nhận định cả hai không ai chiến thắng khi họ đều tự hủy hoại sự nghiệp, danh tiếng đối phương. Trong đó, Trương Hằng buộc trả khoản nợ 20 triệu nhân dân tệ từ tình cũ, cùng với tai tiếng người đàn ông cư xử xấu, phản bội vợ cũ. Về phía Trịnh Sảng, nữ diễn viên cũng thân bại danh liệt khi bị tẩy chay hoàn toàn từ công chúng và đối diện án tù vì nghi vấn trốn thuế, làm giả giấy tờ. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới và hot nhất nhé! Hot News Showbiz.